Kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, tại các tỉnh phía khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong thời kỳ khô hạn giữa mùa mưa vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dân gian vẫn thường gọi đây là hạn bà chằn. Vì vậy mà nhiệt độ tại hai khu vực này vẫn ở mức khá cao, từ 35 cho tới 37 độ. Trời nắng từ sớm, trưa chiều oi nóng. Thông thường, những kỳ hạn bà chằn như thế này sẽ kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Bà con cần chú ý chủ động nguồn nước tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp và cung cấp đầy đủ cho cây trồng, hoa màu, tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Các tỉnh Trung Bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên nhiệt độ vẫn khá cao, dao động từ 35 cho tới 37 độ. Tuy nắng nóng có phần suy giảm dần, nhưng cục bộ một số nơi tại các tỉnh miền núi phía Tây nhiệt độ vẫn khá cao, trên 37 độ. Ngược trở ra với khu vực miền Bắc, ngày hôm nay rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh trở lại và gây mưa dông cho các tỉnh miền Bắc, khiến cho nền nhiệt độ vì thế cũng giảm thấp, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn vào ngày mai. Trong mưa dông, bà con cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.